Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video này xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ tời điện 12V AQUI 12V 6000 LB. Cái đơn vị LB là đơn vị pound của Anh. Thì các bạn cứ đổi ra. Thì cái bộ này theo nhà sản xuất là cái sức lưng thẳng đứng của nó là 600 kg. Đấy. Cáp thì có chiều dài thông số cáp và đường kính cáp. Thì mình sẽ đưa ra một cái bảng thông số ở phần dưới mô tả sản phẩm. Cái bộ phụ kiện này thì có dẫn hướng, tay cầm điều khiển lên xuống. Đấy. Đây. Đây là tay quấn này, còn đây là nhả này. Đấy. Ngoài ra thì còn có bộ điều khiển từ xa. Đấy. Đây là cái tủ điện của nó này. Còn cách đấu ấy thì rất là đơn giản, nó theo cái màu ở trên cái động cơ này, màu đỏ này, màu vàng này, màu đen này và một cái màu đen vào thẳng ắc quy thì ở dưới này. Đấy. Ở trên này thì nó có một cái dây mát kẹp bình nữa, thì các bạn kẹp luôn vào cái chân âm ở dưới động cơ kia cũng được. Vậy là các bạn có thể điều khiển được rồi, các bạn chỉ cần không đấu ngược cực là được. Đấu ngược thì nó sẽ hỏng cái bộ điều khiển ở trong này. Nó mất cái điều khiển từ xa và nó hỏng, nói chung là nó sẽ bị hỏng cái bộ điều khiển. Thì các bạn lưu ý như thế. Thì cái cáp này có đường kính cáp là 8mm, chiều dài cáp là 12m, 15m các bạn nhé. Và tốc độ kéo cáp là 6m trên 1 phút. Đấy. Và các cái phụ kiện đi kèm thì bao gồm một cái pa lăng cho thêm này, cái này mình cho thêm nhé. Một cái dây cáp mềm này và một cái dẫn hướng này, tay điều khiển bằng tay và điều khiển từ xa này, bộ tủ điện và bộ dây điện đi kèm. Đấy. Thì cái này các bạn là tùy theo mục đích sử dụng thì các bạn lắp đặt riêng. Đây là 12V. Giá thành sản phẩm thì các bạn có thể xem trong phần mô tả sản phẩm. Xin lưu ý thêm là cái nút điều chỉnh này, khi các bạn quay lên ấy là sẽ tời bằng điện, còn khi các bạn quay cái lúm này xuống dưới là lúc đấy các bạn là nhả tời thì dùng tay nhả, cầm cái nhả cầm này kéo ra đây, mình xoay cho các bạn. Đấy, xoay ra như này thì có thể kéo cáp bằng tay được. Đây. Đấy. Đấy là nhả ra nhá. Sau khi các bạn quấn lại thì các bạn phải xoay cái này lên trên. Xoay cái này thì nhiều khi bánh răng nó đang đan răng thì mình phải xoay đi một tí. Đây là các bạn lưu ý nhé, khi các bạn vặn phải vặn hết lên như này nhá. Đấy. Và khi các bạn nhả xuống để các bạn kéo tay thì các bạn phải quay hết về phía dưới này. Chứ còn nếu các bạn mà quay một lửa chừng nửa vời như này là khi quấn cáp là nó sẽ dễ bị hỏng cái bộ bánh răng ở bên trong. Cái đấy là bên mình sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành cái mục đấy đâu. Mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm các bạn xin lưu ý comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.